Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Ngày mùng 3 tháng 3 năm 2020 thì cơ sở đồ gỗ Hiền Lành tiếp tục giới thiệu tới quý vị một mẫu sản phẩm nữa là một bức hoành phi bằng gỗ gõ đỏ của Nam Phi. Đây là đơn đặt hàng của một khách hàng ở Thanh Hóa. Anh hiện đang sinh sống tại Hà Nội và anh đặt cho nhà thờ tại Thanh Hóa một bức hoành phi gỗ gõ đỏ. Kích thước của bức hoành phi gỗ gõ đỏ này là dài 2m17, rộng 67. Toàn bộ phần ván bên trong chúng tôi làm dày 3 phân và chạm khắc 3 chữ nho theo yêu cầu của anh đây. Bức hoành phi này có khác với bức hoành phi bình thường chúng tôi làm là xung quanh bức hoành phi này chúng tôi chạy chuyện góc và xen kẽ giữa các chữ nho là chúng tôi chạm mà chữ thọ và mây. Toàn bộ phần khung bên ngoài là dày 6 phân, to 10 phân, được chạm gấm hoa chanh đồng tiền. Tôi xin nhắc lại một lần nữa là kích thước dài 2m17, rộng 67. Đây là những người thợ ở chúng tôi đang làm nhẫn để đưa vào quy trình hoàn thiện. Khách hàng đã yêu cầu chúng tôi là lên màu trần gỗ gõ đỏ, sẽ là màu vàng sáng đây. Và sau đó thì chúng tôi sẽ thép vàng và bàn giao cho anh. Anh cũng xem rất nhiều cơ sở làm hoành phi rồi, nhưng anh đã tin tưởng và đặt hàng online đồ gỗ Hiền Lành. Quý vị hãy đăng ký kênh thì chúng tôi sẽ đưa lên những video và mẫu mã sản phẩm mới nhất năm 2020 để cho quý vị có thể tham khảo mẫu mã. Trung bình một ngày thì chúng tôi tải từ 2 đến 4 video thì quý vị có thể tiện theo dõi. Khách hàng nào mà muốn đặt bộ sản phẩm như này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lành qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý vị có thể bình luận ở dưới phía dưới video thì chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí hoặc liên hệ qua Zalo 0986 883349. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của quý vị về gỗ và cũng như là kích thước, giá cả. Bức hoành phi này là làm 100% chất liệu gỗ gõ đỏ Nam Phi các bạn nhé. Các bạn có thể xem những mẫu hoành phi mà chúng tôi làm bằng gỗ gụ đã tải lên trong các clip trước. Vâng, và hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo của chúng tôi.